nhiều anh chị hỏi em là khi mua hàng thanh lý của hoa lan di phong về mình xử lý làm sao mình trồng thế nào thì hôm nay em sẽ gợi mở cho các anh chị mình hướng trồng của những cái chậu đen thanh lý nha thì đây chính là những cái cây thanh lý mà nhà vườn người ta đã ghép trên một cái khúc lũa các anh chị với nhiều dòng khác nhau nha đây có um, binh pin xưa bin hồng nè bin xưa nè rồi móng rồng nè thậm chí là có những cái chậu bờ rát luôn các anh chị ha mini gia gia tới những cái dòng thân cao như là đa văn xưa nè rồi cây chao nâu nè rồi bên kia là kinh ba kinh năm kinh hốc môn ha thì đã tạo thành một cái chậu tác phẩm rất là đẹp đây từ là những cái cây thanh lý đó mọi người thì những thanh lý các anh chị mình thấy nó sẽ không có quá khó chăm đâu chỉ cần ghép ở trên những cái khúc gỗ như thế này và mình kèm theo đó một ít phân tăng chậm thì anh chị mình thường xuyên mình phun cho nó kích rễ ha thì nó sẽ có những cái bộ rễ đẹp như vậy nè cả nhà nè cực kỳ khỏe luôn à, nhiều thân th nhiều dòng khác nhau nên các anh chị mình sẽ thấy có những cái thân thủ nó cao có thấp nhưng mà nó tạo lên một cái tác phẩm hài hòa rất là đẹp và thêm nữa là khi những cây này các anh chị mình ghép ở trên những cái khúc lũa là mình vẫn có thể thuần nắng được luôn ở đây là những cây này đã thuần nắng được một trăm phần trăm luôn các anh chị mình nhìn thấy lá nó có thể nó sẽ hơi ngã vàng hơn những cái cây nó nằm ở bóng mát một chút ha nhưng mà mình nhìn thấy cái vòi hoa của nó vẫn đẹp xuất sắc màu tươi đậm luôn